Hôm nay Helen chuẩn bị làm món ruột heo nướng trao. Thì cái này Helen đã rửa cũng gần sạch rồi các bạn. Rồi bây giờ Helen sẽ cho miếng muối vô nữa, Helen bóp thêm một lần nữa. Helen rửa muối giấm á. Mình phải bóp cho nó thật là sạch nha các bạn. Helen đã rửa 5-7 nước rồi. Rửa mắm, nấm, muối với giấm. Rửa muối với giấm, rửa nhiều lần á, rửa trong rửa ngoài cho nó sạch nha các bạn. Đây cái ruột già nè, cái người thì kêu là thú linh, cái người kêu là ruột già. Helen đã rửa sạch sẽ hết rồi. Bây giờ Helen bỏ muối vô. Về bây giờ Helen sẽ cho nước sôi vô nè các bạn. Bỏ nước sôi vô cho nó săn cái ruột lại. Này mình phải rửa cho thật là kỹ nha các bạn. Rửa muối giấm rửa cho nhiều lần á, rồi sau đó mình cho nước sôi vô để cho cái ruột nó săn lại, rồi mình cào mình rửa lại lần nữa cho nó sạch, rồi để mình trước khi mình làm mình ướp mà ướp chao á các bạn. Sau mình chế nước sôi ra mình cào gì nó sạch nè các bạn, nó ra hết mấy cái nhớt á. Cái này mình phải làm kỹ nha các bạn, nó sạch lắm rồi. Cái sốt chao thì Helen mà mua cái loại chao này nè các bạn, chao này rất là ngon, mình mua về mình làm sốt chao để mình nướng cái ruột á, ruột heo á, rất là ngon nha các bạn. Thì ở trong cái sốt này thì Helen có cho cái bột tỏi này, bột tỏi khô nè, rồi bột ngọt với đường, rồi thì mình nêm theo cái khẩu vị nhà mình nha. Helen để nêm sơ trong này rồi. Rồi bây giờ Helen sẽ cho tỏi, tỏi băm nhiều nhiều, tỏi băm với chao. Đây Helen làm một tô chao này luôn, để bữa nào Helen sẽ làm việc nướng chao luôn. Cho nên bữa nay thì Helen sẽ ướp cái ruột heo trước. Tại hồi chiều Helen đi làm về, xong Helen mua ruột heo luôn. Vì Helen ướp trước, bữa nào Helen mới làm cái ướp vịt để mình nướng hai thứ luôn. Thì mình ướp gì á, mình nếm vừa cái khẩu vị nhà mình. Thì cái ruột heo này nè, Helen để làm sạch sẽ rồi các bạn. Rửa sạch mình trộn nước sôi qua nhiều lần này đó. Thì bây giờ Helen sẽ cho cái chao nó vô. Mình ướp cái này á, mình để qua ngày á, hay qua đêm á, để có một ngày á thì mình nướng nó mới ngon nha các bạn. Để lâu nào nó thơm đấy. Giờ mùa hè mà mình làm mình nướng ở ngoài á rất là ngon. Thì Helen làm cái món ruột heo ướp chao trước, rồi bữa nào Helen chỉ làm mua một con vịt thì Helen chỉ làm vịt ướp chao luôn, rồi hai cái mình nướng luôn, nó ngon. Rồi cái ruột heo ướp chao mình đã ướp xong rồi đó, bây giờ Helen để tủ lạnh. Rồi xong thì Helen sẽ chuẩn bị làm cái vịt cũng úp chao luôn. Đây là thịt vịt các bạn ơi,
Đó, mình để lọc xương nó ra hết rồi, còn cái thịt không à. Thì mình nướng này, mình lấy xương ra hết thì còn cái thịt không mình nướng cho nó ngon nha các bạn. Đó, mình mua một con vịt đấy, về lọc ra hết còn nhiêu đây. Thì bây giờ Helen sẽ úp chao luôn. Mình úp chao á, mình để qua đêm á, hoặc là 5-7 tiếng gì á các bạn, mình nướng nó mới ngon, nó thấm gia vị. Mình úp, mình đừng có nướng liền. Cái này mình để lâu á, qua đêm hay là một ngày 2 ngày cũng được, nó dậy cái mùi chao lên nó rất là thơm các bạn. Thì trong cái chao này thì Helen cũng ướp, cũng trộn bột tỏi rồi này kia, giống như hồi bữa Helen ướp cái ruột heo á. Rất là thơm các bạn ơi. Vịt mà nướng chao thì nó rất là hợp. Ngon lắm. Thì bây giờ mình để cho nó thấm rồi xong rồi mình mới nướng nha các bạn. Rất là hấp dẫn các bạn ơi. Ngon quá. Thơm quá. Cái này cái thu nè nè, hot dog nè, xay xíu, rồi vịt nướng chao, rồi ruột heo nướng chao, thơm dữ lắm luôn. Lâu lâu mình làm món nướng mình ăn ngon lắm cả nhà ơi, cả nhà ơi. Ruột heo mình nướng vàng vàng thơm lắm, nhưng mỡ nó nhiễu xuống. Cái này cái thu, cái thu Mỹ.